chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 6 năm 2018, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trường Đại học Văn Lang đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia và được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chứng tỏ định hướng đảm bảo chất lượng giáo dục của trường theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia là đúng đắn. Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận được tiến hành đồng thời với sự kiện Tập đoàn Giáo dục Văn Lang ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu quá trình đổi mới và phát triển của trường, gồm logo, ấn phẩm văn phòng, bản hiệu, đồng phục, các ấn phẩm quảng bá, quà tặng nhận diện thương hiệu, được thiết kế dựa trên màu đỏ chủ đạo, phối hợp với màu xanh truyền thống và màu trắng. Sau hơn 20 năm thành lập và phát triển, trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 37.300 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và 77 thạc sĩ được thị trường lao động chấp nhận. Hiện nay, trường có quy mô đào tạo hơn 13.000 sinh viên bậc đại học thuộc 13 lĩnh vực đào tạo.